Lý do ăn mặn khiến cơ thể thiếu canxi. 1. Tăng bài tiết canxi qua thận. Khi bạn tiêu thụ quá nhiều muối, natri, cơ thể phải loại bỏ lượng natri dư thừa qua nước tiểu. Quá trình này cần đến canxi, dẫn đến việc bài tiết canxi qua thận tăng lên. Theo thời gian, nếu lượng canxi mất đi không được bổ sung đủ qua chế độ ăn, điều này có thể gây thiếu hụt canxi trong cơ thể. 2. Tác động tiêu cực đến xương. Canxi là thành phần chính cấu tạo xương. Nếu lượng canxi trong máu giảm do bài tiết, cơ thể sẽ rút canxi từ xương để duy trì mức canxi máu ổn định. Điều này có thể làm suy yếu mật độ xương, tăng nguy cơ loãng xương và gãy xương. 3. Mất cân bằng giữa natri và canxi. Natri và canxi thường cạnh tranh trong quá trình hấp thụ ở thận. Khi tiêu thụ quá nhiều muối, sự cân bằng này bị phá vỡ, khiến cơ thể khó giữ được lượng canxi cần thiết. Cách hạn chế ảnh hưởng: giảm lượng muối tiêu thụ, không vượt quá 5-6g một ngày theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Tăng cường thực phẩm giàu canxi như sữa, phô mai, rau xanh và các loại hạt. Kết hợp chế độ ăn uống cân bằng với vận động thường xuyên để duy trì sức khỏe xương.